Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Nguồn nước là một trong những cái điều mà chúng ta gần như là rất ít quan tâm, bởi vì thực sự rằng là chúng ta có thể mua rất nhiều cái món hàng đắt tiền như điện thoại, nhưng mà thực sự nếu mà để nói về nguồn nước trong gia đình của chúng ta thì ít khi chúng ta lại lưu tâm tới, bởi vì nguồn nước nó không phải là cái tác nhân gây ra được cái bệnh vật lý ngay, mà nó lại là gây ra những cái bệnh theo thời gian. Thì như các bạn cũng có thể thấy, bình thường chúng ta lắp một chiếc máy lọc nước thông thường ở ngoài siêu thị hay là ở một cửa hàng, tức là máy lọc nước bình thường ấy, ví dụ Kangaroo hay là một số lọc nước Rofi, rất nhiều cái hãng lọc nước tốt hiện tại bây giờ. Nhưng mà đó là những chiếc máy lọc nước thông thường, và trong quá trình lắp đặt thì theo thời gian thì chúng ta nhiều khi còn quên đi cái cách là chúng ta vệ sinh nõi lọc. Thì ngày hôm nay đây thì Ngọc Japan cũng đã tư vấn cho chị Trang làm ở Hội đồng Nhân dân, thì chị cũng đã tìm hiểu cũng như là đã quyết định là lắp một chiếc máy lọc nước tạo kiềm. Thì cũng chia sẻ với mọi người, đây là lúc anh em nhân viên Ngọc Japan đang lắp cái bộ tiền nõi lọc trước, tức là một bộ nõi lọc trước khi mà cấp nước vào trong chiếc máy này thì nó phải xử lý qua bộ ba nõi lọc để nước nó được sạch và đảm bảo tránh trường hợp nó sẽ hư hại đến chiếc máy của chúng ta. Và như các bạn cũng có, để lắp được một chiếc máy lọc nước tạo kiềm thì nó cũng cần rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là về cái vấn đề là thẩm mỹ, thì cái người kỹ thuật cần phải nắm được cái nội dung cũng như là cái những cái khu vực đảm bảo để lắp được chiếc máy lọc nước tạo kiềm này, và từ đó chúng ta mới sinh ra cái vị trí lắp. Sau khi xác định được vị trí lắp thì chúng ta xác định được cái vị trí để có thể đưa cái nguồn nước vào. Và đó chính là lý do tại sao mà người nhân viên kỹ thuật lại phải chui xuống dưới để có thể là đưa cái đường nước cấp lên cái vòi, để từ đó là cấp vào trong chiếc máy để nó đảm bảo được các yếu tố. Thứ nhất là cái tốc độ nước, cái thứ hai nữa là đảm bảo về tính mỹ thuật. Như các bạn có thể thấy đây, đây là chiếc Nevenook K8 mà Ngọc Japan đang trong quá trình cùng anh em nhân viên kỹ thuật lắp chiếc máy cho chị Trang. Và đây là một trong những cái dòng gần như cao cấp nhất trong cái dòng máy lọc nước tạo kiềm tại thị trường Việt Nam. Và nói về dòng Nevenook thì nó là một trong những dòng đứng đầu trong cái phân khúc máy lọc nước tạo kiềm, bởi vì cái thương hiệu cũng như là quan trọng nhất là cái chất lượng nước nó đưa ra. Và cái chất lượng nước khi mà nó cung cấp tới cho chúng ta sử dụng thì nó đảm bảo tiêu chuẩn cũng như là cái tỷ lệ nước là chuẩn xác nhất từ hydrogen, chỉ số ORP tức là chỉ số chống lão hóa, hay là chỉ số pH là chỉ số kiềm mà chúng ta đã lựa chọn. Thì đây là lúc anh em nhân viên Ngọc Japan đang hướng dẫn cho mẹ của chị Trang về cái cách sử dụng đơn giản nhất để bác có thể sử dụng được cái lấy cái nguồn nước cấp thông thường. Và sau khi mà hướng dẫn cho bác xong thì Ngọc Japan lại tiếp tục hướng dẫn cho chị Trang, những cái người thành viên trong gia đình. Và quan trọng hơn nữa là sau 3 ngày thì Ngọc Japan sẽ hỗ trợ thêm gia đình về cái cách sử dụng để chúng ta làm quen. Bởi vì quan trọng nhất đó là chúng ta phải sử dụng được hiệu quả một chiếc máy. Bởi vì cái giá trị máy lọc nước tạo kiềm là một trong những giá trị rất là lớn. Nếu mà chúng ta biết cách khai thác triệt để cũng như sử dụng nó thì nó rất là tốt cho gia đình của chúng ta.